Vâng, xin chào mừng quý bà con anh em và các bạn đồng nghiệp ham mê nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Rất là vui lại trở lại với kênh YouTube kỹ thuật nuôi ong Linh Phương. Thì hôm nay chiều nay là ngày 21 tháng 10 2014 lịch. Với một chủ đề video mới, đó là chúng ta đảo cầu đổi chúa di trùng tiếp cầu chúa thứ ba. Khi cầu 1 khi cầu 2 đã vít nắp. Vâng. Như vậy là đây là cái đàn ong mà thùng kế nhá. Thì đây là cái thùng ong thùng kế này. Tôi chia sẻ với mọi người là lần trước thì tôi đã được một cầu. Đàn ong kế là có 6 cầu thì tôi rút hơn 3 cầu và tôi đã làm chúa và chúa đã vít nắp thì tôi đã xuất đi một lần, đã xuất đi một lần nhá. Và lần thứ hai thì cầu chúa khi đã giải vít nắp thì lại có khách thì lấy thì tôi lại xuất bán cả tầng kế nhé mọi người nhé. Thì lần thứ hai thì xuất cả tầng kế luôn, thì sau tiếp đến lần thứ ba thì tôi lại lôi còn hai cầu chẹt ở thùng dưới, tôi sẽ nâng hai thùng chẹt từ dưới và nâng lên thùng kế để tôi tạo chúa. Thì hiện nay là cái đàn này còn có 4 cầu thôi. Còn 4 cầu. Đầu tiên là 6 cầu nhá mọi người nhá. Thì hai cầu trên khách hàng đã lấy một đợt là bê hết hết trên rồi. Thì tôi lại phải lấy hai cầu ở giường dưới lên và tôi lại tạo chúa và hôm nay đã vít nắp. Hôm nay đã vít nắp và đã bắt đầu đến tuổi khai thác rồi. Thì hôm nay tay tôi lại tiếp tục. Tôi là di chủng với cầu chúa thứ ba. Cầu chúa là thứ ba của cái đàn ong kế vít là thùng kế nhá. Thùng ong kế này tôi tạo chúa lần này là lần thứ ba nhá. Một lần đã khai thác, lần thứ hai là khai thác thì khách hàng lấy cả hai thớt trên và lần này là lần thứ ba, đây là lần này thứ ba thì tôi lại khai thác tiếp một cầu chúa thứ hai. Kết thúc cầu chúa thứ hai thì cầu chúa là cầu chúa thứ ba. Thì bây giờ theo phương pháp trước thì sau khi mỗi lần mà khai thác được cầu chúa thì tôi phải đổi cầu từ dưới đổi lên. Đổi cầu từ dưới đổi lên. Nhưng hôm nay thì tôi lại làm một cách khác. Làm cách khác thì tôi lại đảo chúa từ tầng dưới lên tầng trên để nó đẻ vào hai cái cầu mà nó đã nở hết rồi. Thì tôi đợt này là thứ ba thì tôi tạo chúa tầng chệt. Nó là thùng kế thôi. Nhưng mà tạo chúa thùng chệt nhá mọi người nhá. Thùng kế nhưng tạo chúa thùng chệt. Thì giờ mời quý bà con các bạn chúng sẽ xem tôi mở thùng ong. Thì trước tiên thì tôi đã có một cầu ong di trùng sẵn đấy rồi. Di trùng sẵn rồi. Cầu di trùng sẵn này, cầu này cầu thứ ba. Tạo trên thùng kế nhá. Đấy, thế thì báo cáo quý bà con các bạn thì chúng ta sẽ xem đàn ong nhá. Vâng, như vậy là báo cáo mọi người đây là cái cầu kế thứ hai nhé. Chúng ta xem cầu kế thứ hai này. Đây là cầu ong kế thứ hai đã vít nắp và cũng đã sắp khai thác rồi nhé. Đây ạ. Chú kế nhá. Đấy, cũng đã gần vít nắp. Ngày hôm nay là sang ngày thứ 8 rồi. Sang ngày thứ 8 rồi. Sang ngày thứ 8 thì tôi sẽ tạm thời như thế này nhé. Đây cái cầu chúa sang ngày thứ 8 rồi nhá. Vít nắp rồi này. Và chuẩn bị khai thác này. Thì nếu như chúng ta mà lại đưa cái chúng ta lại tiếp tục di trùng tiếp để chúng ta đưa vào đây thì chúng ta phải nâng đổi. Thì ta lại đưa hai cái cầu quân này xuống vì nó nở hết ong non ở đây rồi. Mà chúng ta duy trì lần thứ ba đây thì chúa không đảm bảo. Thì chúng ta sẽ đổi cầu nhá. Chúng ta sẽ đổi cầu này. À, thì báo cáo quý bà con các bạn thì chúng ta sẽ đưa chúa ở tầng dưới lên. Đưa chúa tầng dưới lên ta để vào đây cho nó để hai cầu này. Và chúng ta đưa cái cầu di trùng tiếp theo vào tầng dưới. Thì tầng này coi như là cầu chúa này tôi đã hôm nay và ngày mai tôi khai thác. Thì cầu chúa này tôi di trùng tôi lại cho tầng dưới. Và tôi sẽ bắt chúa tôi chuyển đến đây. Tôi bắt chúa tôi chuyển đến đây nhé mọi người nhé. Chứ xem tôi bắt chúa này.
Đây hiện tại thì là cái tầng kế là còn hai cầu nhá. Tầng kế là còn hai cầu này. Tầng trệt còn hai cầu này. Tầng kế trên hai cầu này. Bây giờ ta chỉ cần bắt con chúa ở cái tầng tầng trệt này nhá. Chúng ta đưa lên tầng kế để cho nó đẻ nhá. Lên tầng kế đẻ. Và chúng ta sẽ lại đưa cái cầu di trùng này vào cái tầng dưới này. Đấy, là ta thay đổi nhá. Với chủ đề video là ta thay đổi. Bây giờ tôi sẽ tìm, tôi sẽ bắt chúa ở cái tầng trệt này rồi tôi đưa lên cái tầng kế này nhá. Rồi tôi bắt chúa ở cái tầng trệt. Tôi đưa lên cái tầng kế trên này, giờ tôi bắt là tôi sẽ đưa vào trong cái lồng và chúng ta sẽ tìm chúa nhá. Đây chúng ta xem con chúa tầng trệt nó sẽ đẻ liên tục cái này nhá. Con chúa tầng trệt thì vẫn đẻ liên tục này. Bốn mặt nhộng nhá. Bốn mặt nhộng hai tầng trệt. Hai tầng trệt thì chúa vẫn đẻ. Chúa vẫn đẻ hai tầng trệt này. Ta xem một cái tầng trệt thứ hai nhá. Cầu tầng trệt này. Đây cầu tầng trệt thứ hai đấy. Chúa vẫn đẻ hai cầu dưới nhá. Bây giờ thôi tôi sẽ bắt chúa ở hai cái tầng trệt này. Thì tôi sẽ thả con chúa nó vào cái tầng kế này nhá. Cái tầng kế này nó nở hết quân rồi. Đây là hai cái tầng kế mà nở hết quân thì tôi bắt chúa đây cho nó đẻ nhá. Tôi bắt chúa đây cho nó đẻ đây. Hai tầng trệt này, hai tầng kế này. Thế báo cáo mọi người là bây giờ tôi sẽ bắt chúa cho. Tôi nâng cầu ong tôi bắt chúa nhá, tôi đưa vào trong cái lồng đã tôi sẽ thả sau nhá. Giờ chúng ta sẽ tìm bắt chúa ở tầng trệt, tức là tầng dưới, để đưa chúa lên tầng trên cho nó đẻ và chúng ta sẽ tạo chúa ở tầng dưới này. Mọi người có hiểu không ạ? Tôi bắt chúa nhá, tôi bắt chúa thì rốt là dọa chứ. Về tìm chúa hơi lâu thì dừng lại video tí, không là tôi tìm tôi bắt chúa thì cho vào cái dọa thế sẽ thả lên nhá. Vâng, như vậy báo cáo mọi người là tôi bắt được con chúa rồi. Tôi tạm thời cho vào đây là tí nữa ta thả tầng trên sau. Bắt chúa từ tầng dưới nhá. Bắt chúa từ tầng dưới. Giờ tôi bắt con chúa tầng dưới. Vì tầng dưới là con chúa là nó đẻ chạt vào có bốn mặt nhộng cái cầu này rồi. Và cái tầng trên thì chúa nó không lên, nó không đẻ được. Thì bây giờ tôi sẽ thả chúa vào cái tầng trên. Thế thì chúng ta thao tác chúng sẽ làm này. Cho đẻ con chúa đi đã. Đây là cái tầng dưới. Tầng dưới thì chúng ta sẽ gửi cái cầu chúa này vào đây nhá. Gửi cầu chúa vào đây nhá. Để cầu chúa di trùng xong rồi chúng ta để cầu chúa đây. Và chúng ta sẽ khép lại. Chúng ta khép lại nhá. Và chúng ta sẽ gửi tiếp cái cầu chúa ngày mai khai thác. Chúng ta gửi cái cầu chúa vào đây nhá. Mọi người nhá, chúng ta gửi cầu chúa vào đây. Chúng ta gửi vào đây cầu chúa vào đây. Thì chúng ta sẽ đặt kế lên. Ta gửi cầu chúa vào đây, đặt kế lên nhá. Vâng, như vậy là chúng ta đã đặt cầu chúa di trùng ở cái tầng trệt rồi nhá. Bây giờ chúng ta đảo lại và chúng ta di trùng ở tầng trệt và chúng ta gửi mấy cầu chúa đã vít nắp từ tầng trên ta chuyển xuống và chúng ta sẽ thả chúa vào cái tầng trên để cho nó đẻ lại hai cái cầu này. Đấy, lại hai lại cầu này nhá.
Vâng, thì như vậy là tôi đã dựng kế lên rồi. Và tôi đã tạo chúa ở tầng dưới, tạo chúa tầng dưới nhá. Thì hai lần trước rồi tôi tạo chúa tầng trên. Thì tôi phải rút cầu ở dưới lên đổi thì cho tầng trên xuống để cho chúa dưới đẻ. Nhưng lần này, lần thứ ba thì tôi sẽ làm đảo ngược lại. Thì tức là tôi đưa chúa lên. Thì bây giờ tôi sẽ thả chúa vào đây. Đây là con chúa đấy. Con chúa đây nhá mọi người nhá. Con chúa đây. Con chúa đây thì bây giờ tôi sẽ thả cái tầng dưới này. Tôi thả cái tầng dưới này nhá. Và cái cầu chúa lúc nãy thì tôi lại đưa vào cái tầng dưới này rồi. Cầu chúa nãy bây giờ là di trùng ở tầng trệt. Ta lại đảo di trùng trệt. Trên kế thì chúa cũ lại tiếp tục đẻ. Mọi người đã hiểu cái cách chưa? Thì bây giờ tôi đậy cái nắp này coi như xong nhé. Là tôi đã di trùng ở tầng dưới. Đấy, thì tôi di trùng ở tầng dưới rồi. Tôi đổi lại như cái video lúc nãy là đảo chúa, di trùng đổi ở tầng dưới. Lần này lần thứ ba nhé. Thế lần thứ hai là hai lần trước là tôi khai thác hết rồi. Mà tôi đã bán thớt trên một lần rồi nhé. Bán thớt trên một lần rồi. Lần này là lần thứ ba tạo chúa nhé mọi người nhé. Đấy, vâng. Thì báo cáo quý bà con các bạn là chia sẻ cái video là với cái chủ đề như trên. Đó là tạo chúa trên thùng kế, chúng ta đảo bằng chúa, đưa chúa lên, chúng ta sẽ tạo chúa tầng dưới. Và đây cũng là một cái kỹ thuật kinh nghiệm của tôi trong cái việc tạo chúa thùng kế và đảo chúa lên trên và chúng ta lại tạo chúa thùng trệt. Thì lần này là lần thứ ba. Hết lần thứ ba tôi sẽ dừng lại là chúng ta làm 3 lượt thôi nhá. Thế thì lần tiếp theo nữa, lần cuối cùng mà khi khai thác chúa thì tôi sẽ để lại một con ở tầng dưới này. Và con chúa tầng trên vẫn đẻ. Chúa tầng dưới thì tôi khai thác hết, tôi để lại một con. Và tôi mở đằng kia. Và chúa đằng trên đi ra cửa này. Thì tôi lại có hai đàn ong. Cuối cùng là chúng tôi lại có hai đàn ong ở trên một cái đàn ong kế như thế này nhé mọi người nhé. Vâng, chia sẻ quý bà con các bạn, chúng ta đã nắm được cái nội dung kỹ thuật tạo chúa ở cái thùng kế của chúng tôi được lần này là lần thứ ba. Vâng, cảm ơn quý bà con các bạn đã để ý theo dõi video. Thấy hay thì chia sẻ mọi người cũng biết. Xin cảm ơn. Cuối cùng là gửi tới các bạn một lời chúc sức khỏe và theo dõi những video tiếp theo từ kỹ thuật Long Hương. Vâng, xin chào.